bản quyền thuộc về tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Với Roger Federer và Rafael Nadal, dư luận luôn thắc mắc về mối quan hệ giữa cả hai tay vợt sau sân đấu. Trong cuộc phỏng vấn với Iozona, vua đất nện đã phần nào giải đáp câu hỏi này. Tôi sẽ không nói đó là tình bạn. Giữa Federer với tôi tồn tại một mối quan hệ tuyệt vời. Chỉ dừng lại ở đó. Động lực của tôi trên sân không thay đổi theo đối thủ mình phải gặp là ai, tay vợt số 2 thế giới chia sẻ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Trước đó, Federer cũng từng lên tiếng về mối quan hệ với đại kình địch. Tôi không chắc mình có thân thiết với Nadal hay không. Ý tôi là chúng tôi không phải kiểu bạn bè có thể cùng ra ngoài ăn tối với nhau. Chúng tôi cũng không gọi điện cho nhau để hỏi thăm về cuộc sống của cả hai. Chúng tôi gặp nhau gần như trong mỗi tuần và có dịp trò chuyện một chút về bản thân mình, tay vợt người Thụy Sĩ bày tỏ. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Hiện tại, khối tài sản ròng của Nadal ước tính lên đến con số 200 triệu USD. Mặc dù vậy, tay vợt người Tây Ban Nha không muốn tiêu xài hoang phí. Tôi có một cuộc sống đủ đầy, song tôi không bỏ ra những khoản chi tiêu điên rồ. Tôi muốn đầu tư vào các chương trình xã hội, điển hình như quỹ của tôi để giúp những đứa trẻ được giáo dục đầy đủ, cũng như học viện của tôi để giúp các tài năng trẻ được phát triển. Ngoài ra, tôi còn có rất nhiều dự án cá nhân khác, tay vợt 33 tuổi cho hay. Bản quyền thuộc về tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Bảo Bảo 20 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2019.